Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop Xe 88. Đây là chiếc Twitter T10 Pro phiên bản Siro Tierra tay ngang 4700 thì đã được khách hàng đặt hàng, cũng như theo yêu cầu bác ấy yêu cầu review lại tại sao shop Xe 88 bán xả hàng rẻ hơn so với giá công bố, thì nghi ngờ là shop bán hàng lỗi. Thì các bác yên tâm, nếu bên em bán hàng lỗi bên em sẽ bảo hành cho các bác hoặc là không cung cấp ra thị trường. Còn những chiếc xe này hiện tại là khi bên em trưng bày ra 1-2 tuần nó hơi bụi một xíu thôi, bên em bán xả hàng để nhân ngày 11 tháng 11 ngày săn sale, em giảm giá cho các bác nào đang có nhu cầu mua xe có thể là mua cho mình một chiếc xe đạp nó đẹp, giá rẻ, cấu hình vẫn ổn định cao cấp. Chiếc xe này không lỗi đâm gì và chưa qua sử dụng các bác nhá. Về thiết kế của xe, xe thiết kế khung carbon 18K với nước sơn mới nhất, nó là sơn che đi lớp carbon, sơn trên lớp carbon các bác nhá. Đấy, màu rất là đẹp, màu đen. Con này size 46 các nhá, size 46. Và hệ thống dây của xe đều đi âm sườn, dây âm sườn khung carbon 18K. Đấy, group sử dụng group Shimano Tierra này. Đấy, mùi đùi đĩa, sử dụng đùi đĩa đó là Prowell RPL đúc rỗng chảy bi bạc đạn 50-34T. Mùi đế sau sử dụng đế Shimano Tierra 4700. Xe sử dụng 10 tấm níp xích, sử dụng xích Shimano máy retropack dạng lỗ siêu chớn này, vành retropack liềng 4cm, vát chéo bên trong xe gió đi rất là mượt. Đấy, ngoài ra xăm lốp xăm lốp Kenda chân van hạt gạo này, xăm lốp này bám được rất là tốt các bác nhá. Phanh retropack này, cầu yên carbon này, yên titer này. Đấy, đây là mã Twitter T10 màu đen, đen tuyền, bô tăng ghi đông nhôm này, bô tăng ghi đông nhôm. Đây em soi chi tiết cho các bác này, xem xe này có xước sát gì không nhé. Hoàn toàn không xước sát, nó chỉ hơi bụi này, nó hơi bụi một xíu, em lau thì nó sạch. Cụm phanh trước là retropack này, càng carbon, máy ơ trước retropack dạng lỗ siêu chớn. Đấy, đây là toàn bộ chi tiết của mẫu chiếc Twitter T10 Pro phiên bản Shimano Tierra 4700 size 46 đã được khách hàng đặt hàng, và đây là video review cuối cùng của chiếc xe này. Đấy, hiện tại em vẫn còn những chiếc bản cao cấp, các bác có thể đặt hàng trên website xe88.vn hoặc alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317 để đặt hàng các bác nhé. Đây là những mẫu xe em vẫn còn hàng đầy đủ hết để phục vụ các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video. Video review chi tiết mẫu Twitter T10 Pro phiên bản Shimano Tierra tay ngang 4700 đến đây là kết thúc. Xin chào các bác.